Hay qua nhà hàng rồi xóm bây giờ kéo rồi. Ôi, ôi nó thầm qua quá trời nhiều luôn á. Oh man, quá trời quá trời. Từ từ nó rụng hết á, nó chừng dẹp, nó chừng bẹp hết. Nè, ôi chùm này quá trời nè, chùm này quá trời nè. Mấy em này em nhỏ nhưng mà sao trái dễ thương quá ha. Hello cả nhà. Năm nay gia tài cây táo có mấy trái thôi cả nhà, nhưng mà mấy bữa nay quên đi ra kiểm tra nó, tại vì bao nó trong cái bao lưới á, cái nó chín hồi nào á, nó bị thúi trên cây luôn mà Sang không có để ý. Nãy giờ nó rụng dưới gốc cây hai ba trái đó, rồi cho nên là bây giờ đi vô cái xách cái rổ ra đây hái luôn mấy cái trái còn lại trên cây luôn. Năm nay cái cây táo này nó bị thất mùa, hồi năm rồi thì trái quá trời trái luôn, năm nay là nó bị kiệt sức hay gì nó ít trái lại đó. Cái trái này là cái trái một cặp với cái trái táo thúi nè, mà ngắt cái trái táo thúi giục bỏ cái này rụng luôn, trái này quá trời bự luôn á. Này là táo Nhật, táo Phu Trì á. Nó ít nhưng mà trái này bự không à. Cặp này bự quá nè. Thì nó rớt cái hai. Sao? Tới lúc hái nó rồi, bây giờ đụng cái nó rụng liền ha. Ôi. Cái này trái này bự dữ lắm á nha. Ít nhưng mà nó bự. Bao nhiêu là sức nó dồn cho tôi mấy trái mà. À đó, nè, đó có cái này là thúi nè, bột dục nè. Để hai em này luôn. Rồi còn trái trên kia cao quá không dối tới. Trái đó bỏ bao lưới cũng bị cũng bị sâu ha. Sâu đục lỗ. Mà không nhiều mà nó rụng lai hết trơn nè. Đi chơi về là bắt đầu một mớ bị sâu, bức dục, rồi giờ thì mớ này bị thúi. Cái chất lượng. Mấy trái mà chất lượng lắm, cái này mà cắt ăn nó giòn giòn lắm nha. Rồi. Bây giờ mình lấy cái kéo mình đi qua đây mình cắt luôn mấy cái cây, mấy cái trái kiwi berry nè, hay còn gọi là dâu kiwi. Dâu kiwi cái mùa này là bắt đầu cái lá của nó mùa thu rồi đó, cái lá của nó vàng rồi, nó rụng, nó sắp rụng lá đó. Nhưng mà cái trái của nó là vừa chín tới. Cho nên là bây giờ đi ra đây hái luôn mấy cái trái kiwi này. Nè, đó. Cái loại này á, đây nè. Cái loại này thì là nó không có long long, nó trái nó nhỏ giống như trái berry vậy đó. Nhưng mà mình ăn nguyên trái luôn chứ không có cắt ra bỏ vỏ như là kiwi mà long long chứ. Đó nè, mình cứ nắm đống gì mình cắt cho nó nhanh là chứ còn tuốt con trái nó không có ra đâu, cái cuốn thấy gì cũng dai. Trái vừa chín cái cây cũng vừa tàn ha. Cái loại này thì mùa thu nó rụng lá. Mùa xuân là mình cứ cuối mùa đông cái mình ra cắt tỉa cành cho nó. Mùa xuân nó ra cái tược mới thì là nó sẽ có bông có trái luôn. Đó nè, đây là chín quá luôn nè. Vừa cắt vừa rụng mà nè. Đó, chùm này nhiều lắm nha. Vì chứ ngoài shop Tây bán cái này một hộp nhỏ xí có mấy trái mà tới 6-7 đồng đô. Đây nhiều quá nè. Hái lâu. Này rong ra giống chùm nho cắt một lần. Nó sai trái nhưng mà nó không có ra chùm chùm giống như nho ha. Mùa này là mùa của nó nè, nó chín nè. Này thơm không? Thơm, thử nè, lại giờ thử cái này review nha. Mình xả rồi review luôn nè, ăn đi. Rồi mà cả nhà nha, kiwi berry chín hay sống gì á, nó cũng có cái màu xanh như vậy nè. Mình chỉ có biết nó chín là khi mà mình ra mình kiểm tra nó, mình bóp nó mềm mềm á, là biết nó chín rồi. Rồi mà cả nhà nha. Trong nó gì nè,
ngọt mà thơm, ăn luôn cái vỏ luôn á. Thử đi. Ừ. À, nó mềm. Ừ. Ừ, thơm ngọt. Thơm. Ừ. Hôm nay á như nó rụng lá hơi sớm á. Chắc lạnh quá sao á. Màu vàng. Nè, ôi. Nó cái lá của nó vàng trước khi mình thu hoạch trái, chứ mấy năm trước mình hái trái xong rồi cái cây nó mới tàn đúng không? Đúng rồi. Bức hai tài không thấy gì. Wow. Nhiều nữa nha. Hút cái nóng. Hay qua nhà hàng rồi xóm bây giờ kéo lên. Ôi nó thầm qua quá trời nhiều luôn á. Oh man, quá trời, từ từ nó rụng hết á, nó chừng dẹp, nó chừng bẹp hết á. Rồi. Nó chín lật thôi chứ còn mình hái chứ mình đâu kéo đi hết được. Wow, nhiều quá nè. Rồi. À, hai chồng tuốt hôm nay mới tuốt đi. Rồi nè con. Nè, ôi chùm này quá trời nè. Chùm này quá trời nè. Nó chồm qua nhà hàng xóm. Nó đây. Hôm nay nhiều quá luôn nè. Cái bự bự không à. Này phải là người ba đầu sáu tay hái á. Quá trời nhiều, năm nay trái quá trời sai ha. Càng ngày càng nhiều. Lớn. Cây nó khỏe đó, mà trồng trong chậu thôi chứ đâu có trồng dưới đất đâu. Đây này, bỏ kéo xuống tút. Tút. Nhiều quá. Cái này là hình như cái cây này sang trồng cũng được chắc cũng cỡ 3 năm rồi đó. Năm nay là nó ra nó càng lớn, nó trưởng thành, nó nhiều trái hơn mấy năm trước. À, nó dọc lắm. Đó, bóp nó. Rồi, tiếp tục lật bên đây. Đó. Ồ, ôi, nhiều quá ha. Trái bự bự không à? Trái ra trái dê qua hàng xóm trái bự không nha. Đó, ôi, chừng gãy nhánh. Cái này á thường là sang thu hoạch trái gì phải không, là bắt đầu mùa đông tới nó rụng lá. Mùa đông tới nó rụng lá rồi sau đầu khi cuối mùa đông á là sang sẽ cắt tỉa cái nhánh cho nó. Rồi cho nó miếng phân bò vô đây là mùa xuân nó ra lá ha, nó ra bông. Nhiều đây luôn. À, nhiều nè. Ồ, tút tút. Cái này là gọi là kiwi berry. À, tiếng Việt gọi là dâu kiwi á. À, rụt quá nhiều trái đúng cái nó rớt. Chứ trồng cái cây này thì không có cần cây đực cây cái như là cây trái kiwi thường đâu. Chỉ trồng một cây vậy thôi là ok rồi đó. Nè, sang trồng trong cái chậu nè. Nó cái chậu này thì cũng bự, cái chậu này chắc 150 lít ạ. Đó, chồng có một cây dạy cây này một cây thôi đó, vô chậu này đó, bây giờ nó bò dài dài hàng rào vậy nè. Rồi sau một hồi hai vợ chồng hái ngắt bây giờ được chắc cũng hơn ký lô kiwi berries, trái dâu kiwi đó. Bây giờ sao gom mấy cái trái táo này vô đây, rồi để lên chút mình lấy sau đi ha. Năm nay là bội thu dâu kiwi. Dâu tây này hình như là mỗi tuần đều thu hoạch nha ta. Đúng rồi, mới hái tuần rồi. Mới hái tuần rồi. Dâu này thì dễ hái, nó lòng thòng mà ngắt luôn cái cuống luôn. Nhiều quá ăn không hết làm sinh tố. Sinh tố dâu tây á, nhỏ con gái sang á nó xay á, trời ơi. Không có gì bằng cái
flavor tự nhiên ha. Ừ. Nó thơm. Thơm mùi dâu á. Uống ăn đâu có hết. Mà ăn không hết nó mau hư lắm, dâu này nó mau hư. Cho nên là vô là bỏ vô cái máy sinh tố quay uống rất là ngon. Cái trái này hái vô nè. Mai mai này gì nó mau chín. Này hái mỗi tuần luôn đó thôi. Bên kia còn nhiều. À, mấy trái gì lèo. Đây nó nè. Ừ, hầm hầm hái luôn đi. Đó, còn ra quá trời luôn nè. Này tầm sao hái tiếp. Có này, đâu có. Mỗi lần đi hái dâu tây là đi khắp vườn, chỗ nào cũng có treo dâu hết. Rồi rồi đi vô đây tiếp tục hái dâu tây nè. Này nó cứ lai hoài. Đã vâng. Cái này nó dễ thương quá, nên cái cây của nó tốt. Dâu trao tường. Anh ăn sao? Hái luôn cái này đi để dỡ. Ừ. Em như nhà chị heo. Bên này sao trái lấy. Ờ ha, không để ý. Còn trái này chín mọng luôn. Ừ. Đẹp không? Nè, ra đây nè. Này nó quá sai trái luôn. Hôm nay công nhận mình bội thu dâu ha. Trồng quá nhiều. Trồng nhiều quá. Mấy chục chậu. Chắc cũng cỡ hơn 20 chậu ha. Ừ. Hay mình để rải rác xung quanh vườn nhá. Lớp treo rồi lớp dưới. Trong đây có anh em chốt trong đây nè. Không biết là cái loại dâu mùa đông với dâu mùa hè nó khác nhau không, chứ mình thấy cái chỗ mình bán dâu mùa đông nó giòn ha. Ừ. Nó trắng, nó không có đỏ như gì nè, nó đỏ hồng hồng thôi mà nó rất là giòn. Ngọt nha. Ừ. Nó em này nó bị ấy rồi. Thôi. Nó lên đây. Dạ. Ừ, dâu mùa đông nó giòn mà nó ngọt nha. Tưởng là không có nắng thì nó đáng lẽ nó không có được ngọt ha. Ừ. Mà ai ngờ dâu mùa đông ăn ngon. Đó chắc tại nó của mùa thu nhưng mà nó bước qua mùa đông nó mới chín người ta hái. Chắc vậy. Ừ. Này dịch đẹp. Cái này bị sâu ăn ốc sên ăn nè. Đỏ đi. Con chậu này hơi nhỏ. Thế là mấy em nhỏ này luôn. Con chậu này trái hơi nhỏ nè. Chắc giống khác. Đúng rồi. Đây nè. Rồi bây giờ qua tiếp tục qua bên đây hái mấy cái chậu treo này nè. Chậu treo này cũng có lai rai hoài. Trái bự ha, trái bự quá. Này dâu cánh quạt. Cái chậu này nó cũng tốt nè, thấy không? Thấy thương xem xê không? Mình đừng có cho nó nhảy con nhiều quá, nó không có tốt.
mà có mấy cái xích cờ mà nó dễ lòng thòng xuống đây nè, là phải cắt bỏ. Ừ. Thì nó mới nuôi mấy cái này. Rồi ra tỉ lá, mấy cái lá già này là cắt bỏ nè. Đó. Mấy cái lá già cắt bỏ. Này thì nó chịu phân nước, phân si sô. Đây nè. Ờ. Này trái lớn không nha. Cái chậu này trồng là không có tiếc. Không có tiếc công. Cái giống này mua đâu mà lá là trái lớn thôi. Trái lớn cái này là mua ở cái Poison Nursery á, ở Essendon gần nhà Sang nè. Cái chỗ đó là bán toàn là mấy giống tốt không á nha, nhưng mà tiền nào của nấy rồi đó, bắt ở bên này nhưng mà nó bán mấy cái giống cây tốt không à, giống độc đó. Lạ giống độc lạ không á. Rồi giờ qua đây tiếp tục hái dâu tây đó. Nói em nè, em nhỏ nhưng mà sao trái dễ thương quá ha. Đây nó này quá. Trái bự hơn. Bên này trồng dâu thì cũng vui lắm nha, nó cứ ra lai rai lại hoài luôn á, có hái hoài đó, nó đẹp đẹp đỏ đỏ trong vườn nè. Cái đứa nít chắc có còn nhỏ nhỏ. Mê luôn. Như ôi con nè. Thấy không? Hái gì đây là tốt nhất nè, biết không? Để nó chín quá nó dễ bị hư. Đúng rồi. Nó mau mềm. Vậy là bữa nay có xin tố dâu uống tiếp ha. Hái vô rồi ăn sao hết ăn. Này có em trốn đây nè. Đây nè. Càng hái nó càng ra nhiều nha. Cái này nó ra chắc tới lúc lạnh luôn á. Sao này nè. Nè. Đây hủ da u ha, một miếng sữa. Sữa tươi đó, miếng mật ong rồi xay chung với dâu tây này nè, uống thì nó thơm. Sao đây nó thơm mà nó nghe cái mùi natural của trái dâu á, chứ không phải mùi giả không, nhưng nó thơm lắm. Bữa nay là gió mưa chèm bẹp cho nên là Sang phải mang cái đôi giày bút này đi ra vườn hái trái cây nè cả nhà. Mưa chìm nhạp thấy ghê quá. Rồi giờ mình đi tiếp tục đi ra. Giờ mình tiếp tục đi ra ngoài trước mình hái cái trái quất hồng bì nè. Sang thấy hồi sáng nè, Sang đi chợ về Sang nhìn thấy nó vàng vàng. Năm nay nó được có mấy trái à? Nó trái quất hồng bì này thì năm nay được có mấy trái thôi nè. Thấy nó mềm mềm ha. Cái loại này ăn có vị thuốc rồi nha. Đó, nhìn nó cũng giống trái dâu ha. Kéo quá nó bị sức cái ấy luôn nè. Này dễ dở ương thôi, cái đó còn xanh quá. Như đây. Như đây còn em chín mọng nè. Bự quá trời, bự mập luôn. Nó nứt ra luôn ha. Này năm sau chắc nhiều hơn. Đúng rồi, rang ra tược nè. Rồi hôm mình đi chơi về cái nó bị lạnh như là nó cũng bị thiếu nước á. Nó bị cháy hết mấy cành luôn á. Nó bị kiệt sức hay gì. Đi qua đây. Nè khoe cả nhà nha, cái cây mãng cầu mà trồng trong chậu của Sang á là năm nay có trái chiến đầu tiên đó, có được trái nè đó. Thấy không? Cái loại này nè, cái loại này là cái Paxton Prophylic nè. Trồng trong chậu đó. Được con trái đầu tiên. Trái bói. Trái bói. Bên đây nè, bên đây có mấy sao vô đây đây. Rồi, đi vô đây có mấy trái dâu tây. Cái chậu này để chống nè, cho nên là thấy
ủng ủng trồng cây dâu, một bụi dâu tây ở trong đây mà nó cũng có trái lai rai nè chứ, quá trời nè. Ôi chùm luôn, con chùm này nó chín đâu đời nào mình không có để ý nè. Mình không có hái, mình không để ý. Chín quá luôn. Rục luôn. Màu đỏ chính là hái. Cái này hư rồi bỏ đi. Cái này dẻo ép viên. Ôi ơi. Nó bị đụng dưới đất á. Là nó kia. Thối luôn. Ở bên đây, bể bên đây hay bị quên. Còn mình nó nên nó không có gì. Vậy đó. Còn mình nó mình không để ý, mình cứ lo hái làm sao không à. Để ngày mai gì ra. Ra gì đó. Bón phân cho nó. Rồi. Sơ sơ cả rổ trái cây á. Ngoài toàn dâu không? Toàn dâu, dâu kiwi rồi dâu tây. Mấy trái quất hồng bì. Nè mấy em cốc thái giờ này sắp chữa sữa qua mùa đông rồi mà nó mới bằng ngón tay à. Còn ra bông nữa chứ. Còn ra bông thêm nè. Tại mình trồng ở xứ lạnh mình phải chịu thôi. Nó làm được có mấy tháng. Cái lá cốc thái này á, có cái chị quen với sàn á, chị nói là ăn mình cuốn rồi là ăn chua chua ngon lắm á, hoặc nó canh chua á. Rồi chiều một chiều mưa buồn âm u, hai vợ chồng đi ra vườn hái được bao nhiêu trái cây nè cả nhà. Ở dưới đây là mấy trái táo phu trì, táo Nhật. Còn ở bên đây là bội thu một mớ dâu kiwi. Ở trên đây là mấy trái quất hồng bì. Còn ở bên đây là dâu tây. Ok, Sang tạm dừng video ở đây. Sang cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Sang La Úc Châu nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.